Một sản phẩm nghệ thuật khi ra mắt công chúng đều cần đến truyền thông quảng bá, thậm chí là sử dụng hết các chiến thuật để truyền thông cho một sản phẩm, như là khi bộ phim sắp ra mắt là điều mà không nhà sản xuất hoặc nhà phát hành nào bỏ qua. Tuy nhiên gần đây, những bộ phim Việt Nam có xu hướng sử dụng hình ảnh nhạy cảm hoặc trong các trailer trước toàn cảnh nóng để PR lại bị khá nhiều phản ứng tiêu cực, bị cho là phản cảm. Vâng, và đặc biệt là những chiếc clip này cũng như là những tấm ảnh này thì lại được đăng tải một cách công khai trên các trang fanpage, và trong đó thì không ít người theo dõi là trẻ em. Điều này đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Vậy thì các nhà sản xuất phim sẽ nói gì về điều này? Và đâu là giới hạn cho chính công việc của họ khi phải đau đầu trước sự cạnh tranh sống còn của thứ được coi là sản phẩm nghệ thuật, nhưng ranh giới của nó lại rất mong manh với phi nghệ thuật? Và đây chính là nội dung của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay với diễn viên Mai Thu Huyền, nhà sản xuất của bộ phim Giấc mơ Mỹ vừa ra mắt mới đây. Nhưng trước tiên xin mời quý vị cùng xem những hình ảnh sau đây. Mới đây, bộ phim Mẹ Chồng đã tung ra một đoạn trailer mới để quảng bá cho bộ phim. Đoạn trailer có cảnh nóng của cặp đôi diễn viên trong phim. Trên trang fanpage của nhà phát hành cũng tung ra loạt hình được cắt từ đoạn clip, trong đó có cả những hình ảnh để lộ toàn bộ vòng ba của nam diễn viên. Quảng bá là điều không sai, nhưng cần xác định rõ kênh quảng bá đối tượng là ai. Còn nếu quảng bá trên một kênh dành cho mọi đối tượng thì nên cảnh báo nội dung. Việc quảng bá cho một bộ phim là xu hướng của cả thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Tuy nhiên, truyền thông cỡ nào để mang lại hiệu ứng tích cực? Không thể vì chạy theo doanh thu mà bất chấp cả những chiêu thức PR phản cảm, thiếu thẩm mỹ. Xin chào diễn viên Mai Thu Huyền. Vâng, như vậy là bộ phim Giấc mơ Mỹ đã được ra mắt khán giả. Vâng, so với những bộ phim trước đây thì cảm giác của chị lúc này như thế nào ạ? Có khác biệt nhiều không ạ? Có thể nói là trong số 15 bộ phim mà Mai Thu Huyền đã từng làm giám đốc sản xuất thì đây là một bộ phim nhiều thách thức nhất, nhiều khó khăn vất vả nhất, bởi vì các bộ phim trước đây thì đa phần là để quay ở Việt Nam thôi, không có những cảnh quay ở nước ngoài. Còn bộ phim này thì có đến hơn 60% bối cảnh là quay ở nước ngoài, mà lại quay ở một cái đất nước cách chúng ta nửa vòng trái đất, đó là nước Mỹ. Thì đây thực sự là những cái thách thức rất là lớn. Cho đến lúc này thì Huyền nghĩ là cảm thấy rất là hài lòng về những cái nhân vật trong bộ phim, những cái diễn viên đã tham gia trong bộ phim này, và đặc biệt là hai bạn diễn của Huyền, đó là Bình Minh và Kayo Yot. Nói về diễn viên Bình Minh thì trước khi bộ phim Giấc mơ Mỹ ra mắt thì những lùm xùm xung quanh câu chuyện tình cảm của anh Bình Minh, nhiều người nói rằng đây là có thể là một trong những chiến lược truyền thông của bộ phim này, thì chị nói sao ạ? Huyền rất là bất ngờ và không biết nói gì hơn, bởi vì là không biết kêu oan với ai. Cái này nó gọi đúng là oan thị kính, bởi vì là mình đây thực sự là một cái scandal nó từ trên trời rơi xuống với cả Bình Minh và với cả Giấc mơ Mỹ. Không hiểu tại sao nó lại rơi đúng vào cái thời điểm này. Và rất nhiều câu hỏi, từ hôm ấy Huyền nhận được rất nhiều câu hỏi là có phải dùng cái này để làm PR cho bộ phim không? Thì Huyền xin khẳng định 100% đó là không. Bởi vì từ khi Huyền tham gia nghệ thuật cho đến bây giờ, Huyền luôn luôn là người nói không với các scandal. Thậm chí mình có những cái cơ hội để tạo scandal mình cũng từ chối. Đây là một bộ phim tử tế và chúng tôi cũng sẽ chọn cái cách PR theo con đường chính thống, con đường thực tế. Chúng tôi không muốn là dựa vào những cái lùm xùm để làm ảnh hưởng đến cái bộ phim, và đấy là trên cái quan điểm mà Mai Thuyền muốn khẳng định lại một lần nữa là như vậy. Để nói về chiêu trò truyền thông thì một nhà sản xuất hay là ông bầu hay là kể cả nghệ sĩ thì không ai nhận đấy là một cách truyền thông của họ, nhưng mà trong một sản phẩm nghệ thuật khi mà ra mắt với công chúng thì chắc hẳn phải cần những chiến lược truyền thông hoặc là những chiêu trò để cho khán giả chú ý hơn. Chiến lược truyền thông mình phải khẳng định là phải có. Bất kỳ một cái sản phẩm nào đưa ra với công chúng thì đều cần phải có những chiến lược PR marketing cho bộ phim, cho những cái sản phẩm đó. Và chúng tôi phải tính từ trước đó rất là lâu, từ khi bắt đầu bắt tay vào sản xuất đã phải tính rồi. Từ lúc mà công tác tiền kỳ đến công tác quay đến những cái buổi họp báo đến những cái lúc mà phim hoàn thành và những lúc công chiếu thì cái kế hoạch truyền thông, cái kịch bản truyền thông nó đã phải có dẫn dắt từ đầu đến cuối, chứ không phải là đến lúc này chúng ta mới làm. Nhưng còn cái việc sử dụng chiêu trò thì đấy là một câu chuyện khác. Chúng tôi muốn khẳng định là chúng tôi không có chủ trương để làm việc đó, và bản thân là Mai Thuyền cũng thực sự là, bởi vì nếu có muốn làm thì cũng chẳng làm được. Tức là nếu như đang đặt ở địa đây là những hình ảnh của
cá nhân hai bạn diễn viên thì Huyền chẳng có lý do gì Huyền có thể ở bất kỳ một nguồn nào để Huyền có thể tự lấy và tự tung lên. Cái điều đấy là không thể có. Nếu mà chúng ta suy nghĩ một cách logic của một vấn đề nó là như vậy. Gần đây thì khán giả cảm thấy cái truyền thông của các bộ phim nó hơi bị quá đà. Chẳng hạn như là những cái trailer hay là những poster ở nơi công cộng thì có quá nhiều cảnh nhạy cảm. Là một nhà sản xuất phim thì chị nghĩ thế nào ạ? Thực ra thì Huyền cũng không phải là đồng tình lắm với cái điều đó. Tuy nhiên thì các bộ phim ở trong những cái, tại vì trong những cái trailer thì thường người ta sẽ phải đưa ra những cái gì gọi là hấp dẫn nhất, cái gì là câu khách nhất, nên cũng khó mà có thể tránh khỏi được những cái cảnh quay đó. Nhưng mà làm sao thì làm thì chúng ta cũng không nên vượt quá cái thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Nó cũng có thể là những cái cảnh mà nó gợi cảm nhưng mà nó không thô tục. Có những cái hở cũng rất là đẹp, nhưng có những cái hở thì nó sẽ gợi cho người ta một cảm giác là không trong sáng, không có đẹp. Thì chúng ta cũng thấy là những cái poster thì họ thường treo trong các rạp chiếu phim. Cũng khó khi mà các bạn sẽ nhìn thấy được những cái poster mà nó quá nhạy cảm, mà nó ở ngoài đường lắm. Hoặc là những cái chỗ, bởi vì thực ra ở những cái khu, tùy từng khu vực thì nó cũng có luật quảng cáo, và người ta cũng xét duyệt được là cái nội dung đó sẽ được đăng ở đó hay không. Ví dụ những vị trí công cộng như là sân bay hay là đường phố là đều phải được duyệt. Và đương nhiên với một cái rạp chiếu phim thì bản thân cái đối tượng đến rạp chiếu phim họ đã bắt đầu là có một cái sự chọn lọc rồi, không phải ai cũng vào rạp chiếu phim. Cho nên là Huyền nghĩ là ở các khu vực rạp chiếu phim thì ít nhất là nó trong một cái phạm vi nó đã nhỏ hơn rồi, nó không phải là những cái khu vực quá công cộng như là những cái khu vực mà bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể đi vào, bất kỳ ai cũng có thể đi qua. Thì Huyền nghĩ là cái luật, cái điều này nó lại sẽ liên quan đến luật quảng cáo. Những bộ phim Việt Nam thì khán giả nói rằng là hiếm mà có bộ phim nào không có cảnh nóng, đa phần là đều có cảnh nóng. Phải chăng các nhà sản xuất thì vẫn dùng những cảnh nóng để lôi kéo khán giả vào rạp ạ? Chúng ta cũng đừng đặt nặng quá vấn đề, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta là phải có tình yêu. Và trong tình yêu thì phải có những cái sự âu yếm giữa những người là vợ, là chồng, những người là người yêu với nhau, hay là những người thân trong gia đình. Thì Huyền nghĩ là cái chuyện đấy là cái chuyện mà chúng ta vẫn đang nhìn thấy hàng ngày, và chúng ta phải coi như điều đấy là một cái điều đẹp đẽ. Chúng ta không nên nghĩ đấy là những cái điều xấu xa. Theo Huyền là như vậy. Thì quan trọng là cái cách thể hiện của nó như thế nào thôi. Bởi vì trong cái chuyện tình cảm thì thực sự nó là một cái nét đẹp của cuộc sống. Và thể hiện những con người yêu nhau nó cũng là một nét đẹp của cuộc sống, mà nghệ thuật cũng sẽ làm thăng hoa cho thêm cái điều đó. Cục điện ảnh cũng đã có những cái quy định về các dòng phim như là NC-13, NC-16 hay là NC-18 để phân loại độ tuổi. Thì Huyền thấy đây là một cái việc làm rất là tích cực. Bởi vì là mỗi một cái độ tuổi khác nhau thì sẽ phù hợp với những cái nội dung khác nhau. Nếu như mà chúng ta cứ đổ đồng ra là tất cả đều không được làm này, không được làm cái kia, thì vô hình chung sẽ hạn chế cái sự sáng tạo của những cái người nghệ sĩ. Nên là khi mà phân loại phim như vậy, để lọc đối tượng khán giả như vậy, thì Mai Thuyền nghĩ là nó sẽ giúp được cho cả hai phía. Thứ nhất là về phía nghệ sĩ, họ vẫn có thể tự do sáng tạo trong cái khuôn khổ giới hạn cái tác phẩm của họ. Còn những người xem thì họ cũng sẽ phù hợp để có thể xem, chọn lọc được những cái sản phẩm phù hợp. Xin cảm ơn chị Mai Thu Huyền và chúc cho bộ phim của chị sẽ được thành công và nhiều khán giả đến xem ạ.